biểu diễn trên võ đài là tiết mục Phần Hòa Đào do võ động viên đến từ Trung tâm Võ thuật Cổ truyền Bình Định. Tiết mục đạt được huy chương bạc tại Đại hội Thể thao Toàn quốc tại Hà Nội năm 2018. Phòng Hòa Đào là một trong năm bộ Phòng Hòa Đào, Phòng Hòa Kiếm, Phòng Hòa Cùng, Phòng Hòa Thường, Cơ hội Võ thuật Hà Nội. Tiết mục tiếp theo, đồng diễn Đào Lan Hiền do các võ sinh Minh Tâm, Trịnh Lưu và Phạm Tuân biểu diễn. Tiền thủ thế, quanh thân lập bộ, lạc mã đơ đầu, chuyển thân độc tấn, lưỡng bộ kỳ lăng, đại bàng phi cánh, hoành thân trực chiến, nhị bộ chim ưng, thói tọa âm dương, tả canh hạ thủ, lăng khiên lưỡng địa, tay chiến nhiều đồng, tả hữu tấn công, tung hoành ngũ lộ, tẩu mã đơ đầu, quanh thân bái tổ, lập bộ như tiền. Đó là những câu thiệu của bài Đào Lan Hiền, những binh khí rất đặc trưng của làng vực võ cổ truyền Bình Định. Rất là bác xuống dĩ tán thưởng cho tiết mục thứ ba của chương trình tối đêm nay. Kính thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta chào đón nghệ sĩ Hoàng Sơn với tiết mục Độc Tấu Đàn Kiềm. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.